Phạm Hương cuộc sống ra sao bên trời Tây sau 4 năm rời xa showbiz? Cuộc sống của Phạm Hương tại xứ sở cờ hoa sau khi rời xa showbiz khiến nhiều người không khỏi ngưỡng mộ vì quá ư là sang chảnh. Phạm Hương đính hôn với doanh nhân Việt Kiều vào ngày 14 tháng 2 2019, sau đó kết hôn. Năm 2018, Phạm Hương bất ngờ rút khỏi showbiz để sang Mỹ định cư. Để có được cuộc sống như bây giờ phải là đánh đổi rất lớn của Phạm Hương. Cô chấp nhận bỏ lại sau lưng mọi cơ hội phát triển nghề nghiệp danh vọng. Từ sau khi công khai đã là bà mẹ hai con, cuộc sống ở Mỹ của Phạm Hương càng nhận được sự quan tâm của công chúng. Ở Mỹ, cô tranh thủ thời gian học thêm ngành thiết kế nội thất để phục vụ cho công việc kinh doanh. Phạm Hương thường xuyên chia sẻ hình ảnh cá nhân trên mạng xã hội. Dù tạm gác công việc nghệ thuật tại Việt Nam, song cô vẫn nhận được sự quan tâm của người hâm mộ. Cuộc sống của Phạm Hương như bước sang trang mới từ khi đặt chân sang Mỹ. Mỗi ngày cô tận hưởng cuộc sống thanh bình không ồn ào. Trên trang cá nhân, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 đăng tải nhiều hình ảnh đồ hiệu xe sang, cho thấy cuộc sống sang chảnh tại nước ngoài. Những món đồ hàng hiệu được người đẹp mua chất đống tại nhà khiến không ít người bất ngờ về độ xa xỉ. Người đẹp còn mau chóng gia nhập hội mỹ nhân kim cương của Vipic. Phạm Hương khiến người hâm mộ không ít lần ghen tị khi công khai những món đồ khủng được ông xã tặng. Chồng Phạm Hương không ngại chi tiền lớn mua những đồ giá trị tặng vợ vào những dịp quan trọng. Trước đây, cô cũng từng khoe những chiếc nhẫn kim cương có giá trị đắt đỏ, đủ làm người hâm mộ ghen tị. Ngoài đam mê chăm vườn trồng cây, Hoa hậu quốc dân ngày nào cũng đam mê du lịch và thỉnh thoảng chia sẻ những chuyến tham quan vui thú của cô. Kể từ sau khi sang Mỹ định cư và có cuộc sống hôn nhân trọn vẹn, Phạm Hương có nhiều thay đổi. Nàng hậu gốc Hải Phòng thoải mái tận hưởng cuộc sống tự do sung túc. Hai nhóc tì khá nhỏ tuổi nhưng đã thấy rõ nét điển trai, thừa hưởng thần thái sang chảnh của mẹ. Thông qua những gì Phạm Hương chia sẻ mỗi ngày trên trang cá nhân, người hâm mộ có thể cảm nhận được sự viên mãn mà cô đang có. Phạm Hương thoải mái quay hình ảnh các con, những mẩu chuyện tình cảm ngọt ngào với ông xã và vô số những niềm hạnh phúc khác trong cuộc sống thường nhật. Mặc dù hiện tại, người đẹp đã tìm được bến đỗ hạnh phúc bên chồng doanh nhân cùng hai thiên thần nhỏ đáng yêu. Tuy nhiên, khi nhắc lại quãng thời gian cô còn hoạt động trong làng giải trí, vẫn khiến không ít người cảm thán thất vọng bởi hàng loạt thị phi xung quanh. Phạm Hương là một trong những cái tên nổi bật khi đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015. Tiếp đó, cô đại diện nước nhà tham dự Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2015 được tổ chức tại Las Vegas, Mỹ. Sau cuộc thi, người đẹp trở thành Hoa hậu quốc dân nhờ tài năng tại đấu trường nhan sắc cùng tính cách hòa đồng thân thiện và chịu khó giao lưu với khán giả. Đặc biệt, hình ảnh Phạm Hương cúi xuống nhặt điện thoại giúp người hâm mộ, trong khi tay kia vẫn nắm lấy tay fan đã thu hút sự quan tâm của truyền thông, nhận bão lời khen từ dư luận trong nước lẫn quốc tế. Đang trên đà thăng tiến sự nghiệp cùng đời tư trong sạch, thế nhưng cái tên Phạm Hương bỗng tụt dốc không phanh vì những thị phi ập đến. Đầu tiên phải kể đến drama làng Mốt năm 2016. Tại mùa The Fake năm đó, Phạm Hương bị ném đá dữ dội vì nhiều người cho rằng cô cố tình chèn ép team Lam Khuê, khiến siêu mẫu phải bật khóc ngay trong chương trình. Trong một lần khác, Phạm Hương bị tố chiếm spotlight của các nghệ sĩ khi trình diễn trên sàn thời trang có sự góp mặt của Hương Giang, Võ Hoàng Yến. Thời điểm tuyên bố tạm rút lui showbiz và sang Mỹ định cư, Phạm Hương vẫn vướng vào loạt tranh cãi, bị bóc phốt trình độ ngoại ngữ kém cỏi, thậm chí còn dùng chùa nhiều bài viết của ngôi sao quốc tế nhưng không để nguồn. Ngay cả tin đồn sang Mỹ để sinh con cho đại gia, cô đã phủ nhận và giải thích rằng bản thân đến đây để trị bệnh và mở rộng sự nghiệp. Tháng 9 2018, Phạm Hương bất ngờ tuyên bố tạm rút lui khỏi showbiz để sang Mỹ chữa bệnh tuyến giáp. Tuy nhiên, nhiều người lại đồn đoán rằng chuyện cô sang Mỹ là để sinh con cho đại gia. Trước những thông tin này, nàng hậu tỏ ra khá bình thản và quyết không lên tiếng. Trả lời về vấn đề này, đại diện Phạm Hương cho biết thời điểm Hoa hậu đi Mỹ chữa bệnh tuyến giáp là thật, vì trước đó cô đã điều trị ở Singapore nhưng chưa khỏi. Tại xứ sở cờ hoa, người đẹp cũng dành thời gian để nghỉ ngơi và chăm sóc bản thân. Chia sẻ về quyết định rời xa showbiz, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 thẳng thắn: Hương nghĩ showbiz với Hương như vậy là đủ, Hương muốn được trải nghiệm cuộc sống bình dị, đơn giản. Có thể ít người biết hơn, ít fan hơn hoặc có thể mọi người sẽ quên. Nhưng đổi lại, Hương được tự do làm những điều mình thích mà không bị giới hạn hay ràng buộc bởi hai từ danh hiệu. Theo một số nguồn tin, chồng Phạm Hương là một giám đốc của một công ty hoạt động trên nhiều lĩnh vực xuất nhập khẩu hàng hóa, xe hơi, bất động sản và có trụ sở nằm ở New York, Hoa Kỳ cùng các chi nhánh khác ở châu Á với các văn phòng đại diện ở Hồng Kông và Việt Nam. Doanh nhân này sở hữu khối tài sản khủng với căn biệt thự, dàn siêu xe đắt đỏ, tận hưởng cuộc sống phu nhân hào môn ở tuổi 30, tạo riêng cho con trai Instagram và không ngại chia sẻ cuộc sống đời thường. Song Phạm Hương vẫn quyết giữ kín mọi thông tin về ông xã đại gia.